Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Thăm Nhà Đẹp cùng Lumi, được phát sóng định kỳ hàng tháng trên kênh YouTube Lumi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm căn biệt thự của anh Hoàng Long nằm trong khuôn viên của Waterfront City, dự án đô thị sinh thái đầu tiên tại Hải Phòng. Căn biệt thự thông minh hôm nay mà chúng ta ghé thăm được lắp đặt trọn vẹn giải pháp nhà thông minh Lumi, kết hợp hài hòa giữa yếu tố công nghệ cùng sự tinh tế, đẳng cấp trong giải pháp nội thất. Hướng dẫn viên đặc biệt của Khánh Linh ngày hôm nay đó là kiến trúc sư nổi tiếng đất cảng với hơn 15 năm kinh nghiệm. Xin chào anh Cường. Chào Khánh Linh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh Khánh Linh đây chính là anh Bùi Huy Cường, một kiến trúc sư rất kinh nghiệm tại Sơn Hà Group. Xin chào các bạn và một lần nữa chào Khánh Linh. Anh Cường ơi, bên cạnh cánh cổng thông minh thì Khánh Linh còn vô cùng ấn tượng với không gian sân vườn này, cũng như là khu tiểu cảnh vô cùng đặc biệt của căn biệt thự này. Có lẽ chính vì cái điểm nhấn đặc biệt này mà căn biệt thự đã trở nên khác biệt so với những công trình khác kế bên. Chia sẻ với Khánh Linh và các bạn thì thực ra là nếu như mà nói về cái không gian tiểu cảnh này thì anh có thể đứng đây nói với các bạn và Khánh Linh có khi là từ sáng đến tối cũng không hết. Từ sáng đến tối ạ, vâng. Thì từ lúc thiết kế cũng như là từ lúc mà chọn vật liệu cũng như là thi công và hoàn thiện thì cũng rất là tỉ mỉ đối với cả gia chủ. Vậy thì chúng ta sẽ thử vào trong căn biệt thự này xem căn biệt thự có gì đặc biệt nhé. Đúng rồi. Như Khánh Linh và các bạn cũng có thể thấy thì cái phong cách thiết kế của căn biệt thự này từ ngay cái góc nhìn từ ngoài đầu tiên thì chúng ta cũng có thể thấy đó là cái phong cách hiện đại và kết hợp với những cái không gian xanh. Cửa ở đây có một cái chút điểm nhấn đó là rèm trong kính. Khánh Linh cũng có thể nhìn thấy đó là cái hệ thống tủ bếp được kết hợp với đá Vicoton. Anh Cường ơi, khi mà nghe anh chia sẻ về những cái điểm nổi bật trong phong cách nội thất của căn biệt thự này thì Khánh Linh cảm thấy rất là ấn tượng. Và em nghĩ rằng là với một căn biệt thự mà nội thất vô cùng sang trọng cũng như là được lựa chọn kỹ càng thì chắc chắn và tất nhiên là sẽ cần phải có những cái giải pháp công nghệ thực sự xứng tầm với ngôi nhà của mình, đúng không anh? Đúng rồi. Lúc đầu đến bây giờ thì trên tay anh đây cũng cầm một cái điện thoại thì cũng không thấy Khánh Linh hỏi tại sao anh lại cứ cầm cái điện thoại như thế này. Nhưng bây giờ thì cái điện thoại này thì anh chỉ cần những cái chạm tay rất nhẹ nhàng ở trên điện thoại thì anh có thể điều khiển được toàn bộ cái hệ thống điện chiếu sáng cũng như là rèm, cái hệ thống âm thanh của toàn bộ căn nhà. Để Khánh Linh và các bạn hiểu rõ hơn về cái sự tiện lợi cũng như là cái giải pháp mà Lumi mang đến cho gia chủ thì chúng ta có thể gặp gia chủ. Ok, là chị Nhung ạ. Chào anh Cường. Xin chào Nhung. Chị Nhung ơi, Khánh Linh cũng như là rất nhiều các bạn khán giả đang theo dõi chương trình đang rất là tò mò về cuộc sống của gia đình mình trong một ngôi nhà với nội thất vừa sang trọng, hiện đại, thông minh mà lại còn an toàn nữa. Chị có thể chia sẻ một chút những cái cảm xúc của mình được không ạ? Như em đã biết thì gia đình chị cũng mới chuyển về căn biệt thự này khoảng 2 tháng nay. Đây cũng là căn biệt thự mà vợ chồng chị rất là tâm huyết. Các cái thiết bị điện thông minh thì giúp chị rất nhiều trong việc chăm sóc con cái cũng như là tạo sự tiện ích thoải mái cho chị. Thiết bị điện thông minh có thể được điều khiển tự động. Đấy là điều mà chị rất thích trong căn nhà này. Vâng, anh Cường có giới thiệu với em chi tiết về các cái thiết lập ngữ cảnh tích hợp bao gồm cả ánh sáng cũng như là âm nhạc trong mỗi ngữ cảnh, và không biết điều này thì tạo những cái cảm xúc gì cho chị. Các thiết bị điện thông minh thì sẽ giúp cho gia chủ cũng như các thành viên có một cuộc sống tiện ích và thoải mái, đặc biệt là tiết kiệm năng lượng cũng như là tạo những cái tiện nghi. Ví dụ như em đang trải nghiệm đây là phòng khách, đây là chúng ta đang ở cái chế độ ánh sáng tiếp khách. Thì với các thiết bị điện thông minh thì chúng ta có thể điều khiển các ánh sáng với các cái mức độ khác nhau. Ví dụ như buổi tối nếu cả gia đình chúng ta có thể quây quần và sum họp cùng các cái bữa ăn hoặc là ngồi nói chuyện thì chúng ta có thể có những cái ánh sáng thư giãn rất là tốt. Hay là các cái phòng ngủ thì các bé nhà chị thường là các bạn ấy đi ngủ rất là muộn hoặc là nhiều khi các bạn ấy mải chơi. Thế nhưng mà từ khi có các thiết bị điện thông minh này thì chúng ta sẽ set up, ví dụ như là cái thời gian điện sẽ tắt. Vâng. Cũng như rèm sẽ đóng lại. Thì các bé sẽ tự có những cái thói quen tốt. Và đặc biệt có thể là các cái không gian như hồ cá koi
Thì nhà chị đã đầu tư cũng một cái không gian xanh và tạo các cái không gian thư giãn cho gia đình, cũng như là các thành viên thì có cách tích hợp các cái bản nhạc du dương hoặc là các cái phần buổi tối thì mình có những cái ánh sáng rất là dịu. Thì khi mỗi một cái thời gian mà mình đi làm sau một ngày mệt mỏi, bận rộn thì mình ngồi mình nghe nhạc thư thái thì rất là thích. Hoặc là buổi sáng mình có thể mình thưởng thức các cái tách trà với một cái ngày mới để khởi động cho cái năng lượng cho công việc mới, thì chị thấy rất là phù hợp. Và đặc biệt là những cái công việc mà liên quan đến sự sáng tạo như chồng chị là một kiến trúc sư thì cũng cần các cái không gian thư giãn như thế để có tái tạo những cái năng lượng mới. Vâng, xin được cảm ơn chị Nhung với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cuộc sống trong căn biệt thự thông minh với những thiết kế nội thất sang trọng chính là xu hướng của hiện tại và tương lai không xa. Hôm nay thực sự may mắn cho Linh cùng ekip thăm nhà thông minh cùng Lumi khi được ghé thăm nhà chị Nhung và được anh Cường, kiến trúc sư, hé lộ những thiết kế đặc biệt của căn biệt thự này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khách hàng và đừng quên nhấn theo dõi kênh để theo dõi số phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube chính thức của Lumi nhé!